Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là mình mới mua cái GoPro 7. Thì mình mua đã được một tuần rồi nhưng mà mình chưa có thời gian để mình mở hộp nó để thử nó coi nó có tốt hay không. Tại vì mình nghe tất cả những cái channel nói về cái GoPro 7 thì rất là good, chống rung, smooth, quay phim rất là hay, có nhiều thứ hay lắm, cho nên mình muốn mua một cái để mình thử coi nó good đến cỡ nào. Cho nên hôm nay mình mở hộp, các bạn cùng share với mình nhé. Cây này, trên này là mình sẽ mở từ dưới đít lên, tại vì mình cũng đã coi qua nhiều cái video của các bạn khác. Cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn là hôm nay mở hộp GoPro 7. Mình chưa bao giờ xài hiệu GoPro. Đây là lần đầu tiên mình xài. Mình chưa có gành lắm nha các bạn. Mình sẽ mở. Thì cũng ok, cũng dễ lắm. Cũng kéo ra. Kéo ra đây. Wow. This is very nice. GoPro 7 Plus. Em đây, mình nhận cái này qua quá. Hey, lần đầu tiên đó các bạn. Mình có xài cái này đâu, mình chưa có xài bao giờ đâu. Cho nên mình phải dặn cái này ra quá. Chắc là mình phải dặn cái này ra. Right? Right again? Yeah. No nữa, chưa mở được nữa. Tại sao mình chưa mở được vậy? Oh, mình phải lấy cái này ra. Oh. Đây. Okay. Thì có cái chốt nhỏ nè, các bạn phải kéo nó ra. À. Hay vậy. Cho nên bây giờ nó là cái con ra khỏi cái hộp rồi nha các bạn. Ok, để qua một bên. Mình sẽ coi cái này trong này có cái gì. Để dính ra video nữa không? USB charger. Tab. Pin. À Vivian, hôm qua bạn lấy cho mẹ cái thẻ. Vậy. Mẹ nghĩ là xong rồi. Cái này thì có thể các bạn có thể tái sử dụng lại để dành làm một cái base, làm ở dưới cái đồ đứng cho cái mình muốn để ở đâu cũng được. Đây là đây những cái thứ này, đây là bút, đây cuốn sách instructions, đây là pin. Mình sẽ mở ra pin ra. Nếu mà các bạn có mua những cái thẻ nhớ nè, memory, nếu mà các bạn ở Canada á thì mình khuyên các bạn là đến Costco thì nó rẻ hơn rất nhiều, tại vì Costco nó chỉ có $30 cho một cái thẻ 128 GB, và nó có cho mình thêm một cái USB nè. Cái USB này cũng ok lắm bạn, có tiện dụng, mình không cần phải bỏ vô cái adapter này. Ok, bây giờ mình phải mở cái này ra. Mở cái battery ra, mở cái này ra trước nè. Sau một lúc vật vã với cây GoPro này, mở nó ra xong rồi bây giờ mình phải bỏ pin vô. Thì cái chiến trường của mình không các bạn. Thì pin á thì mình mở nó cái mặt này đưa ra đằng trước. Ok. Thì mình nhấn nó xuống. Nhấn nó xuống miễn sao nó nằm bằng với cái mí ở dưới này, không được nhô lên. Thì mình bỏ cái thẻ nhớ vô. Thẻ nhớ cũng vậy, các bạn cái mặt này cũng phải đưa về phía trước. Ok, xong mình sẽ kéo nó xuống và mình đẩy nó vô.
Thôi mình cũng là lần đầu tiên nha các bạn. Có gì sai sót thì các bạn cũng lượng tình bỏ qua nha. Đẩy nó vô nè, xong đẩy nó không được nè. Kéo nó ra. Xong, đang 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 tàn. Bây giờ xong mình sẽ mở nó lên. Đi bấm nút ở trên. Không lên luôn. Mình có để bên ngay không vậy? Ok. Thử lại lần nữa, thử trở pin lại coi. Nãy mẹ nhớ mà mẹ để ngay mà. Baby đó. Nó không có vô, để ngược là nó không có vô. Xì. Chắc là nó cần sạc quá. Ok. Chắc là nó cần sạc, thôi thì mình sẽ sạc rồi mình sẽ quay lại với các bạn nha.